Chào quý vị và các bạn. Đợt không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết ở hầu khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Với Bắc Bộ thì thứ sáu trời có mưa nhỏ, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như là các nơi khác sẽ dao động trong khoảng từ 10 tới 12 độ, riêng Điện Biên Phủ thì cao hơn là 15 độ. Quý vị có dự định du lịch Hà Giang trong dịp này thì cần nên chú ý là chuẩn bị đầy đủ trang phục giữ ấm bởi dự báo là trời rất rét. Nhiệt độ cao nhất tại thứ 6 và 2 ngày tới thì trong khoảng là từ 11 cho tới 12 độ, về đêm thì còn chỉ là 8 độ. Ngoài ra thứ 6 và thứ 7 trời còn có mưa nhỏ ngắt quãng khá là nguy hiểm khi mà di chuyển trên những cung đường đèo dốc. Do không khí lạnh tương tác với địa hình dãy Trường Sơn nên thứ 6 thì Trung Bộ sẽ có mưa và có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới hay là Huế, nhiệt độ từ 13 cho tới 18 độ. Lui xuống phía nam của miền Trung, các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, nhiệt độ từ 21 tới 26 độ. Riêng Phan Thiết thì cao hơn là 29 độ. Phố cổ Hội An cũng có mưa với lượng khá trong cả 3 ngày, từ thứ 6 cho tới chủ nhật. Trời rét cả ngày lẫn đêm khi mà nhiệt độ không chênh lệch nhiều và cũng sẽ không vượt quá 20 độ. Với tiết trời này thì chọn một góc nhỏ nhâm nhi ly cà phê ngắm nét cổ kính trầm mặc của phố cổ cũng là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là toàn Nam Bộ đang là nơi mà nắng nhiều nhất. Thứ 6 và cả 2 ngày cuối tuần thì trời nắng từ sáng tới chiều. Quý vị sẽ cảm thấy khá là nóng vào thứ 6 khi mà nhiệt độ là 34 độ. Sang 2 ngày sau thì nhiệt độ giảm mỗi ngày 1 độ. Thứ 7 là 33 độ và chủ nhật là 32 độ. Tối và đêm thì không khí dịu mát nhanh là 23 độ và thậm chí ngày chủ nhật trời còn se se lạnh với mức nhiệt là 21 độ. Cuối bản tin là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.